Đúng rồi, 36 bao. 6 khối 6636. Đây các bạn, đây là mình đang xả nước xuống nhé bạn. Đó, xả nước xuống để cho mấy anh em đổ xi nữa bạn. Tí nữa mình múc đá với cát vô là trộn thôi nha. Cái gì á, làm gì á? Đây các bạn, đây là cắm ống nước để bơm thẳng bơm lên bồn luôn nha các bạn. Đó. Đây là mấy anh em cắt xi các bạn. Thì bây giờ trộn trước là 6 khối nha các bạn. Thì 36 bao, một khối 6 bao. Xong cái này thì mình sẽ trộn tiếp 5 khối nữa nha, là 30 bao. Thì xe này là 11 khối nha các bạn. Đó. 11 khối mới đủ. Phải trộn 2 lần thì xe mới chạy được nha các bạn nha. Đấy. Xe này của nó là 12 khối các bạn. Đây là mấy anh em công nhân đang đổ xi xuống hố nha các bạn. Đó. Thì xe múc mình đây mình chờ nha các bạn. Chờ khi nào mà mấy anh em đổ xong là mình lại múc cát đá mình trộn tiếp nha. Cái hố này mình đang trộn 6 khối các bạn. Là 6636, 36 bao nha các bạn. Sao trộn đầy luôn hả? À? 6 khối luôn nha. 27 mét nữa. 6 khối, 6 khối. Mấy khối? 6 khối nha.
Thì trong lúc mình xúc cát đá thì mấy anh em vẫn đổ xi bình thường nha các bạn. Đó, mấy người thì họ đổ xi vào cái mép hố thôi các bạn. Tí nữa thì mình sẽ lấy gầu mình khơi ra và mình trộn đều lên. Đó, thì cũng sắp xong rồi các bạn, còn một bao cuối cùng này. Rồi xong, giờ mình trộn đều lên và xúc cùng bọn xe thôi nha các bạn. Hãy subscribe nữa.
đây. Bãi tập kết lấy nước. Tôi quay là cửu, còn nó ai phèo. Nó đeo phèo là hết lao rồi. Ơi quay ở con tao vậy, tao không thể được bằng cũng lâu ok để tăng thì cao ba mô mau con tao lấy tè ra cao anh hiền là can anh nói ơi phải quật
特别模糊。等一下，我怕我。Hola, Juan. Juan. Nước lên la. Rồi.